Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay và ngày mai ngày 22 tháng 3, Bắc Bộ đến Huế trời giảm mưa, nhiệt độ tăng nhẹ nhưng trời vẫn tiếp tục lạnh, có nơi trời rét. Trong khi đó, khu vực từ Trung Trung Bộ đến Nam Trung Bộ, ngày nắng, đêm không mưa. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ giảm nhẹ, trời bớt oi bức, nhưng nắng nóng vẫn duy trì ở một số tỉnh thành. Cảnh báo đáng chú ý khác đó là do nắng nóng kéo dài nên xâm nhập mặn ở miền Tây Nam Bộ đang có chiều hướng tăng. Độ mặn sẽ tăng dần đến giữa tuần, sau đó giảm dần. Mức độ xâm nhập mặn đợt này cao hơn tháng 3 năm ngoái. Khu vực Hà Nội ngày mai ngày 22 tháng 3, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất sẽ từ 18 đến 20 độ C, cao nhất từ 24 đến 26 độ C. Khu vực thành phố Đà Nẵng trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất sẽ từ 21 đến 23 độ C và cao nhất sẽ từ 28 đến 30 độ C. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh ngày mai ngày 22 tháng 3, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C và cao nhất sẽ từ 32 đến 34 độ C.